chào toàn thể tất cả các anh em. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần rồi, thì em sẽ ra một bài về những chiếc Zippo. Thì cuối tuần thì cũng chúc anh em có một ngày nghỉ cuối tuần thật là thoải mái. Rồi bài hôm nay là bài thử 84C nha, 84C. Anh em nhớ nha, cũng như thường lệ thôi, anh em cho em biết mã số mấy trong bài. Thì phần số điện thoại của em sẽ để phần dưới màn hình nha, cũng là Zalo của em luôn. Còn chữ nhỏ nhỏ trên đây 83C, ổ xăm 84C đó là số bài. Còn phần trên là em sẽ ghim giá. Thì hôm nay gồm những cây Zippo thôi, có những cây Slim này nè. Những cây Slim này giá mềm để cho anh em chơi, nói chung những cây này giá cũng khá ok. Em sẽ lên clip nha. Rồi, em vô bài luôn nha mấy anh em. Đến với kênh của em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Anh em đăng ký kênh rồi cho em được like và được chia sẻ. Hôm nay em cũng xả cây cò mẫu này luôn nè. Xả ra cho anh em sử dụng luôn. Rồi đầu tiên là cây số 1 là một cây tình trạng là new full box. Box xin của nó nha, new full box. Thành thức là new hoàn hảo, đồng mã chrome HB, khắc ăn mòn chuyện vàng. Thì size theo yêu cầu của mấy anh bên Nhật chơi Zippo. Khắc mòn chuyện vàng nha mấy anh em. Hình thức là mới hoàn hảo, những vết này vết bụi dơ thôi. Đồng mã chrome HB. Cây này thì được sản xuất vào năm 1992. 31 năm rồi mấy anh. 31 năm rồi. Hình thức là niêu hoàn hảo nha. 928 la mã. Đây thấy rõ 8 la mã. Niêu. Cái này em đã thay viên đá mới rồi. Em tắt. Đây hình thức là niêu. Thì gột mờ vẫn thấy là mờ ta 8 la mã nha, một đây. Thì một mờ giai đoạn 8893. Hình thức là niêu hoàn hảo nha. Cái cốt nó còn cứng ngắc này mấy anh em thấy nè, chưa qua sử dụng, chưa bật lần nào luôn á. Lộn, chưa qua sử dụng, niêu hoàn hảo. Em có bật ra. Giữ vô ra cho anh em xem. Rồi cây này thì giao lưu với anh em 1,1 triệu nha. Cây này giao lưu với anh em 1,1 triệu. Còn cây 92 hình thức là niêu hoàn hảo 1,1 triệu. Quá đẹp. Thì cái anh em thường thường cái đế nhựa thì anh em chân gì này, nó có đế nhựa anh em chân, anh em để vào chân, để vào tủ thôi. Hộp giấy thì chân theo kiểu khác. Rồi tiếp theo mã số 2 là một cây tàu chiến. Cây này là cây đồng khối xin nguyên bản, khắc ăn mòn acid. Tàu chiến, tàu khu trục. Hình thức là niêu hoàn hảo. Niêu nha. Mới. Cái này được sản xuất vào năm 2009. Niêu. Tắt âm cho anh em luôn. Âm khá hay mấy nè. Bật âm đại đi không sao đâu. Âm hay nha. Bật bắp cái vô. Rồi vỏ gột trùng 09. Cái này thì giao lưu với anh em là 1,1 triệu nha. Em đang sell cái này xuống. Giá vốn luôn á. 1,1 triệu. Hình thức niêu có bóc nha. 1,1 triệu. Tiếp theo là một cây rep 32. Cái này hình thức là cũng là dạng lai niêu nha. Có hộp zin của nó nha. Cái hộp hộp này là khá hiếm. Hộp này anh em không cũng 100-200 ngàn là bèo. Cái miếng giấy này là giá của em nhập đây nè. Em còn ghi là để sợ nhầm giá. Em nhập về 1,750 triệu. Rồi cái này thì hình thức là lai niêu. Rep 32 là form nó sẽ form to hơn cái form thường nha đây. Form vuông to hơn lề ngoài đó. Lắc cây bạc trên nắp này, có chỗ này có vết cấn nhẹ này, dăm dăm nhẹ thôi, không đáng kể. Chỗ này thì cái lớp mà nổ ở trong ga, nổ ở trong ga nha, chứ không phải cấn. Ở dưới đấy thì hoàn toàn ok, góc cảnh hoàn toàn ok, đẹp. Gép 32, gép 32 nha. Phom to khắc ăn mòn acid, hình thức là lai niêu. Lai niêu nha. Gột thì thấy là 6 la mã. 6 la mã nha, 90. Cái này thì giao lưu với anh em 1,8 triệu nha. Coi như anh em chuyển khoản em bao ship nó coi như điểm hòa vốn. 1,8 triệu nha. Anh em nào không lấy cái bóc em giảm cho 100. Còn 1,7 triệu. Em bán cái bóc đó được 100-150. Tiếp theo cũng là một cây niêu hoàn hảo, cây tàu chiến luôn. Đồng mã chrome phay xước. Khác ăn mòn đổi sơn nha. Mặt sau cái này.
hình thức là niêu hoàn hảo, không cắn mốp niêu, sản xuất vào năm 2014, chữ D. Do em bật gì nè, cho anh em nghe âm, cây này cũng có âm nè, âm nó bị xước nhẹ buồn đốt nè, mấy anh thấy không? Hình thức là niêu nha, bật gì đó. Rồi vỏ gột trùng cả tháng năm luôn. Cái này thì hôm nay giao lưu với anh em 800k thôi. Bật gì nó xước nhẹ buồn đốt. Hôm khi anh em kêu bật âm á, em ngại bật âm những cây mới là vậy á. Rồi 800k, 800k là em lỗ cây này em nhập giá 1.1 triệu. Tiếp theo là một cây để đáng anh em sưu tầm đây. Một cây lắc cây bạc 15mm rong đây, có ghi đây. Những cây những thập niên 90 đây. 15mm rong silver blade hộp của những năm 90. Đây. Ở đây nó đánh phay xước sọc rất là hay. Hình thức là niêu nha. Đẹp. Rồi 90, zoom lại cho anh em dễ thấy đi. Để chế độ đó anh em khó thấy. Này, 1990. Ủa, sorry anh em, 1999, 1999. Trời, lộn với cái bốc. Thức là niêu. Đáng để anh em sưu tầm những cây như thế này. Rồi, vỏ gột trùng 99 này. 15 la mã. Cái này em không tách âm nha, tách âm nó sẽ chày như những cây đó, nó bật cái nó bị ấy. Rồi cái này giao lưu với anh em là 1250 cho mã số 5. Tiếp theo mã số 6, mã số 6 đây, cái bóc này đây. Có một cái cài ảo được làm bằng bạc khối nha. Và cái emblem này cũng được làm bằng bạc khối luôn này. Dòng series 37, gọi là cây vintage, có nguyên hộp. Tình trạng là sử dụng lướt. Còn đẹp không cắn mớp, lắc cây bạc. Dòng chữ dưới đây là khắc ăn mòn đổi sơn. Hình thức nó đẹp không cắn mớp nha. Bạc thì nó mềm thì anh em thấy có những vết xước, những vết xước tơ, xước lông mèo vậy đó. Đầu bằng đít bằng không chặt gốc. Cái này thì được sản xuất vào năm 1999, 15 la mã nha. Sử dụng lướt. Anh em nhìn còn đẹp keng nha. Ruột đây. Ruột 99 trùng này. Cái này được cái là trùng cả tháng năm luôn nha mấy anh. H 15 la mã. Ruột còn áo. Ruột còn đẹp. Âm cũng hay nha mấy anh em. Âm hay nha. Tan tan luôn á. Âm là tuyệt vời, bánh bán. Cái này thì giao lưu với anh em là 1250 nha, 1.250.000. Mã số 6. 1.250.000. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là một cây đã qua sử dụng. Khắc ăn mòn axit chủ đề Zippo. À, đồng mã chrome HP. Hình thức là ngoại hình là còn đẹp. Khoảng 90%. Trên nắp này có cắn nhẹ nè. Cắn nhẹ. Không đẹp. Cây này được sản xuất vào năm 2000, đáy lợp nó để Mỹ. Dòng một cá một đơn. Tháng 1 qua tháng 2 là một kép rồi. Chữ B là một kép, bên này tháng 1 là còn một đơn. Âm khá hay. Bánh cực kỳ bán nha anh em yên tâm. Bên trong còn rất đẹp. Đây, ruột 2000, 16 la mã trùng. Cây này hình thức đã qua sử dụng. Ruột cũng còn khá ổn, bánh xe còn bán. Cái này thì giao lưu với anh em là 600k thôi. Anh em về anh em mời thuốc là chuẩn luôn. 600 nha. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 cũng là một cây được khắc ăn mòn đổ sơn này. Snap on gì này. Tiếng Anh, quảng cáo cái gì vậy. Đồng mã chrome HP. Hình thức thì có những điểm cấn. Cái này dơ quá. Cái này thật cấn, những điểm cấn nhẹ. Đây, hình thức đây. Những cây đã qua sử dụng nha. Trên nắp có cấn dâm vài điểm nhẹ nhẹ cho gốc này. Gốc này cũng có cấn đây. Đó. Cái này thì cũng được sản xuất vào năm 2000, đáy lõm, hàng nội địa Mỹ. Âm hay nha, âm to. Cây này qua sử dụng. Cái này thay, cái thay cốt cái là âm hay liền. Cốt thay gơ này anh em lấy thì em sẽ thay. Anh chị vệ sinh luôn. Thay cốt vô là âm xa hay liền đó. Rồi vỏ gột trùng 2000, 16 la mã. Hình thức qua sử dụng. Cái này thì cũng giao lưu với anh em là 600 nha. 600.
Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cây Lubin 3, một cây mã bạc. Nên là Lubin 3 bản phiên bản giới hạn này. Số limited của nó là 3363 Lubin 3. Được khắc ăn mòn gia đình Lubin. Mã bạc nha, hình thức là còn đẹp. Vết bụi thôi, lau nó sẽ sạch thôi. Để lâu á, nó ám bụi, không cấn không mớp. Đẹp nha. Cái này được sản xuất cho năm 1996, đây có điểm tâm này. Có điểm tâm chỗ này nè, mới giờ mới thấy nè. Điểm tâm. Như một cây mới giống nha. Âm 2. Âm bang bang. Đánh này cực kỳ bén rồi. 96, 12 la mã. Bên trong này sạch, đẹp. Gột đẹp. Rồi 12 là mã trùng. 12 là mã trùng nha mấy anh. Trùng năm, 12 là mã 96. Gột đẹp không? Rồi cái này giao lưu với anh em là 900k thôi. Cái này em cũng bị lỗ nữa đấy. Cái này em nhập về ngàn mấy nè. Dòng Lubin này ngày xưa em nhập mấy. Tiếp theo là một cây cũng đã qua sử dụng. Mã số 10. Cây này là khắc ăn mòn chủ đề đỏ Hawaii. Khắc ăn mòn axit, trên nắp nó có những vết xước này. Đồng mã chrome HB thì nó hay vậy. Các góc cạnh thì còn liền lạc. Này có bị xước tơ phôi phai nhẹ, xước tơ thôi, không phải phôi phai, sorry. Sorry nè. Trên nắp thì có vài điểm lâm tâm. Dẫn như vậy cấn mờ á. Nói chung hình thức là còn khoảng chừng 95%, 93-95%. Đẹp, dưới đáy thì ok. Các góc cạnh ok, chỗ này có vài điểm cắn nhẹ. Góc này nè. Rồi, cây này thì được sản xuất vào năm 1995. Đáy lõm nha, nội điểm Mỹ. Âm này 6 điểm đến 6,5. Rồi, hình thức đã qua vệ sinh rồi, sạch sẽ rồi. 1995. Rồi vỏ ruột trùng. Cây này được cái là trùng cả tháng năm luôn. Đá này em để sưu tầm tháng 11 năm 1995. Ruột còn khá đẹp. Tươm tóc. Cây này thì cũng giao lưu với anh em là 600 ngàn thôi. 600 nha. 600 cho những cây đã qua sử dụng. 600k cho mã số 10. Tiếp theo mã số 11. Cây còn mẫu em lên sau cùng nha. Mã số 11 là một cây Slim. Cũng là khác chủ đề đảo Hawaii, chủ đề học viện quân Civility là đại học Hawaii. Đại học Hawaii. Đồng mã chrome bóng, còn cái này còn đẹp mấy anh. Cái này vết dơ. Dơ có những vết xước tơ, xước lông mèo như thế này. Ngoài ra hình thức là không cắn mớp. Cái này 4 la mã. 88. Cái này em nhập cái lô này về bảo đảm chắc chắn là em sẽ lỗ, tại vì hôm qua anh em yêu cầu Slim á, nhập cái lô này về lỗ má na luôn, lỗ má má la luôn. Này vỏ gột là 25, gột 25 mã là 86. Rồi cái này thì chưa vệ sinh nha, hôm sau cái gột nó dơ nè, cái gột chắc là họ anh em á xài xong bỏ cái gột khác vô á, cái vỏ như cái vỏ mới với mấy anh em nhìn nè. Giỏi như là mới. Cái này thì giao lưu với anh em là 250. 250 nha, mã số 11. Cái Slim là mấy cây Slim lỗ chắc rồi. Tiếp theo. Cây cũng đồng mã chrome bóng này. Khác ăn mòn đổ sơn. Chủ đề hai con cá. Có chủ đề gì em cũng gành luôn. Có phôi phai, cây này cây xưa, cây này được sản xuất năm 73. Góc cạnh bên đây không biết nó mài dũa gì, nó mất cái lớp mạ cà rơm. Anh em nào lấy về sẽ biết chỗ nào xả cà rơm á. Em thì không có xả cà rơm được, mà không dám làm, nguy hiểm lắm. Trên đây có vết cắn nhẹ này. Này 73. Một cái đứng. Này anh em lấy anh thay cho cái chốt. Chưa vệ sinh luôn nè. Slim thì không có âm đâu mấy anh. Gột một chữ chuẩn đời. Nhưng mà cái này nó mất cái chặn xăng này. Chặn xăng này em cũng không có luôn, tại vì lâu lắm rồi em không có nhập Slim. Nhưng mà mất cái chặn xăng này anh em về xài vẫn được bình thường thôi. Cái này giao lưu với anh em 200k thôi. 200 nha. Gột một mặt chữ chuẩn đời.
nào lấy thì em sẽ thay cho anh em cái chốt. Rồi 200 mã số 12. Tiếp theo mã số 13 này, mã số 13 cây okay, cũng mã cái này là mã Niken. Này mã Niken nha mấy anh, chứ không phải mã chrome bóng. Hình thức đẹp, có những vết tơ chứ lông mèo thôi. Không cắn mớp, không dập mông gì, dập gì chứ, không dâm giết gì chứ. Cây này là đẹp á, cái vỏ đẹp. Sản xuất vào năm là 2002 này. Cái dòng Slim nó hay bị lệch guộc lắm, do đó em hạn chế nhập lắm mấy anh. Dòng Slim nhập về 10 cây là vỏ guộc nó lệch nhau là hết 10 cây, mới hết 8 7 cây, 8 cây rồi. Hên lắm mới được vài ba cây nó không có lệch thôi. Do đó nhập số lượng nhiều thì sẽ bị lỗ. Để sàn qua sàn lãi thì nhầm khi nó bị lỗ, chịu không nổi. Còn bây giờ đâu có giá mềm để cho anh em chơi đâu. Cây hình thức đẹp luôn, sản xuất vào năm 2002, không cắn không mớp. Cái này qua sử dụng lướt, không biết cái ruột như thế nào. Qua sử dụng lướt, em kiểm tra cái ruột này cũng lệch nữa nè. Ruột này cũng được lệch 2 năm này, 04 này. Ruột hình thức cũng còn đẹp, chỉ sử dụng lướt. Slim là cái ruột lệch nhau vài năm là bình thường luôn mấy anh. Em gặp nhiều rồi. Ồ cái này em hay nè mấy anh. Slim mà có âm như vậy là quá đỉnh rồi. Slim không phải là có âm được như vậy đâu. Cái này, cái Slim này mà có âm là hay quá hay luôn. Cái này thì mã số 13. Zalo với anh em là 220 nha, 220. Coi như nhập mấy cái này về bán Zalo với anh em thôi, thật sự là lỗ thiệt mà. Tiếp theo là một cây cảnh vệ biển nước Nhật này. Ủa sorry anh em, cái gì biển á, cảnh sát biển, cảnh vệ biển chứ, hay lộn rồi. Mấy cây cảnh vệ biển đó, của Nhật bây giờ đâu còn nữa đâu. Đợt trước bán vài cây giờ không còn nữa, cái hay lộn quá. Cảnh sát biển Hoa Kỳ lộn. Cái này thì đồng mã rơm khác màu đổ sơn, nhưng mà lớp sơn nó bay hết trơn rồi. Hình thức thì anh em nhìn thấy rồi đó. Này em chưa vệ sinh chưa lau, nói chung là vệ sinh lau lên sẽ đẹp thôi. Em đang dùng cái áo em lau á, lau sơ cho anh em thấy thôi. Nè, phía sau này góc cạnh nó còn đẹp, cái chốt này sao lòi ra này. Cái này phải cái chốt lòi ở đúng rồi, chốt lòi ra. Chốt này còn cứng mà. Chắc cái chốt này anh em bên kia đóng lại hay sao á. Nó dư. Bên đây đều nè, bên đây dư nè. Chút xíu. Hình thức là còn đẹp. Những cây Slim đời cổ, trên nắp thì cũng có dâm. Tình trạng chung của những cây cổ đây. Dâm nổ nổ gì đây. Còn ngoài ra là không thấy vết cắn nặng. Góc này có điểm tâm này, điểm chân nhang. Cây này cũng được sản xuất năm 73 luôn. Ủa? 72. 72 chứ phải sao? Hai gạch đứng thôi. Ừ, hai gạch đứng. Cái này đáng để anh em chơi nè. Slim thì không có âm đâm, bật thử cho anh em chơi, bánh xe thì bán. Cái này còn đẹp mấy anh ơi. Gồm một chữ trùng. Tim thì có cái là tim dây đồng rồi, không phải tim bột. Coi cây nãy rồi. Cây bé ba nãy cũng phải tim bột. Cũng tim dây đồng luôn. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là 300 thôi. 300, nhanh gọn lẹ cho anh em đi cho nhanh. Mấy cây này cũng đẹp, cái hai chủ đề cảnh sát biển. Cảnh sát biển của Hoa Kỳ. Cảnh sát biển. Rồi tiếp theo mã số 15. Cũng là một cây Slim. Cây bản kỷ niệm 50 năm, 50 thờ. 1982. Cái này được khắc nha. Được khắc. Hình thức cũng là đồng mã chrome, có những vết xước tơ, xước lông mèo. Tình trạng chung của những cây mã chrome bóng, anh em bảo quản không kỹ là nó bị vậy á. Các góc cạnh thì còn ok. Đẹp, các góc cạnh là thấy chưa, em chưa thấy điểm cấn dâm cấn mớp gì chưa. Đẹp nha, các góc cạnh thì đều hoàn hảo. Đẹp, cây này đẹp. Chỉ có cái bảo quản không kỹ, cái nó xước tơ xước mèo vậy thôi. Các góc cạnh thì không có chỗ nào cắn mớp chê chứ. Anh nhìn cái ruột này. Qua sử dụng chừng vài lần thôi. Khói nó đóng rất là ít.
em chưa vệ sinh luôn, để nguyên bản luôn á. Trời, cái này gột lệch biết bana luôn nè, lệch gột kinh khủng khiếp luôn. Mấy anh thấy chưa, em ngán cái vụ mà nhập Zippo Slim là vậy. 92 với đây 004 là, nhưng mà 94 là 10 năm, 92 là 12 năm, cái gột lệch 12 năm anh thấy khủng khiếp không. Cái này chắc do chủ họ để vô thôi chứ không đến nội lệch vài năm thôi, chứ lệch 12 năm là không có. Gột còn đẹp, gột đẹp, vỏ đẹp. Cái này giao lưu với anh em là 250 thôi, 250 250 250.000 cho mã số 15. Rồi, mã số 16 là một cây cò mổ đây. Cây cò mổ của Nhật, phơm mỏng này. Hình thức cái này còn đẹp. Mặt bên đây là được dán miếng emblem sơn. Đó, sơn trên một miếng emblem, dán trên đây miếng emblem này. Miếng emblem này dán chắc quá, lấy ra không được đâu. Đây, phơm mỏng nha, khá là độc, hàng của Nhật. Cái này được sản xuất vào những năm 50-60. Cơ chế là xăng đá nha mấy anh, bánh xe còn cực kỳ bén luôn. Cây này thì giao lưu với anh em 250 thôi. Đó, 250 cho một cây cò mổ này. Em lâu lâu em sell xuống cây như thế này cho anh em chơi. Chứ ngày thường cây này rẻ nhất của em là cũng rẻ nhất của thị trường luôn, chứ không phải của em đâu. Là bèo gì phải 350. Còn 250 nha, mã số 16. Mã số 16 là mã số cuối cùng ngày hôm nay. 250. Rồi, hết clip rồi, goodbye rồi. Em cũng chúc anh em cảm ơn em đã bỏ chút thời gian xem clip của em nha. Rồi, chúc anh em có một buổi chiều cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái và làm vài ly vài chai bia với anh em công sở, anh em làm chung, anh em đồng nghiệp. Ít hết thôi nha mấy anh, uống ít thôi, uống nhiều cũng không hay. Anh em nào thích uống nhiều thì nhiều thôi, chứ em cũng hay nhậu lắm, nhậu cũng muốn xỉnh mới về không à, chứ không khi nào mà nửa chừng về lắm. Rồi, chào tất cả các anh em nha, hẹn gặp lại mấy anh em kỳ sau. Ngày mơ chắc có thể em kiếm cái gì hay hay em lên bữa chủ nhật. Thường chủ nhật em sẽ lên một cái gì đó là lạ gì đó. Rồi, chào anh em nha, bye bye.